Vâng, giới thiệu với mọi người. Đây là đền Lảnh Giang, Lảnh Trì, Duy Tiên, Hà Nam. Đấy. Ngôi đền là thờ ông Quan Đại Tam và có thờ cả công chúa Tiên Dung. Để đồng thời cả bà chúa Bơ ở đây nữa. Đấy. À, sự tích Quan Đại Tam ở đền Lảnh Giang, Lảnh Trì, Duy Tiên, Hà Nam thì chúng ta có thể là tra trên mạng là chúng ta sẽ biết được sự tích của Quan Đại Tam và công chúa Tiên Dung và đền Cô Bơ. Đấy. Chúng ta du lịch về buổi chiều và về đêm này thì thời tiết rất là mát ạ. Với nhiệt độ là tầm độ 30 độ C. Đấy. Ánh sáng rất là lung linh. Có rất là nhiều cái trò chơi cho dành cho trẻ em, rất là đẹp. Linh Khang thích mua cái gì con? Con thích cái gì nào? Con thích cái gì? Con thích cái gì để mua là ông đâu? Không, không sợ. Con thích cái gì? Thích cái gì nào? Thích cái gì? Mua sáu một cái, mua sáu một cái như con như đây, mình ra đây.